Bây giờ mình gấp đôi cái mảnh giấy của mình lại và dùng kéo cắt cái đoạn giấy này ra thành hai phần bằng nhau. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ gấp hai cái nếp gấp nhỏ ở phần đầu của cái mảnh giấy này. Sau khi gấp xong thì mình sẽ dùng súng bắn keo để gắn keo vào hai cái phần đầu của cái nếp gấp này. Mình sẽ gắn keo vào mặt bên trong của nếp gấp. Và cố định cái phần quai dép màu trắng vào với cái đế dép ở cái vị trí mà mình đã gắn keo. Tương tự như vậy, với cái hình chiếc dép còn lại, mình cũng sẽ gắn cái quai vào với cái đế dép bằng cách dùng súng bắn keo gắn hai cái đường keo ở hai cái mép của quai dép. Sau đó mình cố định cái quai vào với cái đế dép. Vậy là mình đã có hai cái chiếc dép màu cam với phần quai dép màu trắng như thế này. Chiếc dép của mình còn khá là trống trải. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hình miếng cam để trang trí lên trên hai cái chiếc dép của mình. Để làm hình miếng cam trang trí, các bạn có thể làm miếng cam hoặc là miếng chanh nhé. Với cái cách làm như của mình, có thể là miếng cam hoặc miếng chanh. Để làm hình miếng chanh trang trí cho chiếc dép thì bây giờ mình sẽ dùng compa. Mình vẽ một hình tròn trên cái tờ giấy màu xanh lá này. Hình tròn của mình sẽ không có đường kính to vượt quá cái kích thước của cái quai dép nhé. Bây giờ mình sẽ quay cái compa ở trên cái tờ giấy màu xanh lá cây. Sau khi vẽ được cái hình tròn như thế này, thì mình sẽ gấp cái cạnh của tờ giấy có cái hình tròn lại. Và dùng kéo cắt cái hình này ra để mình có thể có hai cái hình tròn. Bây giờ mình sẽ cắt cái hình tròn màu xanh lá cây ra khỏi tờ giấy. Cái hình này mình sẽ dùng để làm phần cùi của miếng chanh. Sau khi cắt xong thì mình đã có hai cái hình